Vô trời. Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho anh em nhận 10.000 tóc cần có cái hiệu là BC như thế các bạn. Tóc cần này nó lấy trên một cái sàn là Swap ấy. Đây thì mình đã chatbot trong vòng chưa đầy 5 phút nó đã về nha tất cả các bạn. Tóc cần này hiện tại nó lấy sàn, nó chưa cho chay qua giao dịch qua cặp nào cho nghe các bạn. Sau khi các bạn lấy phần link mô tả mình đăng ký chatbot nhận được thì cứ lưu trữ nó đi, sau khi này mà nó có cho chạy qua cặp nào thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn tiếp cho tất cả các bạn, hướng dẫn các bạn bán gì 5 đồng nha các bạn. Đây thì để tham gia dán các bạn lấy phần link mô tả mình, các bạn bấm nút ta nè. Sau khi các bạn bấm nút ta xong nó hiện ra captcha. Vì mình không có thể nào hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các bạn được nha các bạn. Vì cái bot nó hơi lag, mạng hơi lag. Mình bấm cộng hoài mà nó ra captcha hoài nè. Mình cộng hoài nè. Rồi sau khi các bạn vượt qua captcha xong các bạn bấm vào nút ta. Sau khi bấm nút ta các bạn join vào kênh Telegram group của nó, rồi các bạn bấm nút net tab. Rồi các bạn join kênh channel của nó, bấm net tab tiếp các bạn. Ba lần như vậy, ba kênh đó. Rồi các bạn follow theo word. Rồi các bạn ghi lại username. Rồi các bạn follow theo word. Các bạn copy cái địa chỉ này nè các bạn. Các bạn nào chưa biết tạo giấy thì mình có để một cái video cho các bạn hướng dẫn. Các bạn lấy giấy các bạn bấm vào một reset nè. Các bạn ký nè các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi sau khi các bạn các bạn. Rồi các bạn bấm cái một withdraw. Rồi từ đây nè. Rồi tự động nó về trong vòng 5 đến 10 phút nha các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Rồi các bạn đánh ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 2.000 tốc cần có hiệu là BTC. Con này nó list trên một cái sàn là Swap. Nó đã list sàn rồi các bạn mà chưa cho giao dịch nha các bạn. Vậy list sàn này nè. BTC Swap đây đó. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Giá hiện tại của nó tương đương là khoảng 0.02 ETH nha các bạn, cũng được mấy trăm ngàn nữa. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.